Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp sóng 24/7. Chương trình ngày hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây: khởi tố thêm 5 đối tượng liên quan đến Phan Văn Anh Vũ; điều tra nguyên nhân hai mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; điểm sáng heo ở Bắc Ninh, 19 trường mầm non xét nghiệm cho học sinh; Nha Trang, sau 2 năm đưa vào hoạt động, khu chợ đầm mới vẫn vắng khách. Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm và đồng phạm thực hiện xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Vào ngày 17 và 18 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với hai bị can là Phan Xuân Ít, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng Tàu biển Đà Nẵng về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Khởi tố bắt tạm giam và khám xét đối với bị can Phan Minh Cương, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn IVC, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 79 về hành vi vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Liên quan đến việc một số bị can tại Đà Nẵng bị khởi tố, thì ngoài liên quan đến vụ án do Phan Văn Anh Vũ gây ra, thì một số bị can liên quan đến dự án chuyển giao sân Chi Lăng cho tập đoàn Thiên Thanh, một dự án nằm án binh bất động hơn 10 năm nay. Từ một sân vận động đa năng tháng 9 năm 2010, sân vận động Chi Lăng với diện tích hơn 55.000m2 đã được thành phố Đà Nẵng bán cho tập đoàn Thiên Thanh với giá 1.400 tỷ đồng. Mặc dù được quy hoạch xây dựng khu phức hợp thương mại dịch vụ, nhưng chỉ sau một tháng, thành phố Đà Nẵng lại đồng ý cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu vực này với chủ sở hữu là các công ty thành viên của tập đoàn Thiên Thanh. Đến cuối năm 2011, sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 10 khu đất tại sân vận động Chi Lăng, tập đoàn Thiên Thanh đã thế chấp tại nhiều ngân hàng để vay trên 4.000 tỷ đồng. Đến năm 2014, ông Phạm Công Danh, chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an bắt tạm giam. Dự án sân vận động Chi Lăng nằm trong những nội dung sai phạm nên bị cơ quan chức năng phong tỏa tài sản. Sau nhiều năm bị cầm cố, dự án sân vận động Chi Lăng đã trở thành dự án treo nằm giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua, việc thu hút đầu tư vào các dự án bất động sản du lịch được coi là một hướng đi hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trọng điểm là khu vực hồ sinh thái Đại Lãi. Tuy nhiên, có một thực tế là tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, thi công, lấn chiếm diện tích lòng hồ đã diễn ra tại đây trong nhiều năm qua. Dự án bất động sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Lãi Việt Nam tại xã Ngọc Thanh có tổng diện tích 205 ha. Năm 2003, dự án này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép xây dựng. Sau hơn 15 năm triển khai, đến nay dự án vẫn chỉ là những bãi đất trống. Những hạng mục quan trọng như đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật hiện cũng chưa hề được xây dựng. Theo phản ánh của người dân địa phương, thì ngoài việc chậm triển khai, một phần diện tích không nhỏ của hộ Đại Lãi đã bị thay đổi song song với quá trình triển khai của dự án. Ngoài ra, dự án này cũng đã bộc lộ nhiều sai phạm trong những năm qua, đặc biệt trong quá trình triển khai đầu tư. Việc không chấp hành các quy định pháp lý trong lĩnh vực đầu tư là những vi phạm điển hình kéo dài trong nhiều năm. Theo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay dự án này đã chậm triển khai quá 12 tháng. Theo quy định của luật đầu tư, thì dự án này đã nằm trong diện chấm dứt hoạt động. Vào sáng nay, chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng xây dựng trong rừng phòng hộ Trà Lý thuộc xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép trong khu rừng này, chậm 3 ngày so với yêu cầu của Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên. Tại hiện trường, hàng chục lao động và thợ có tay nghề đã tháo dỡ các hạng mục bằng gỗ trên mái và hệ cột của hai ngôi nhà xây dưới mặt nước hồ lớn, bên cạnh dòng suối tự nhiên. Hai ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2, ngôi nhà được tháo dỡ, được chủ đầu tư xây khá vững chắc, sàn đổ bê tông với nhiều trụ bê tông kiên cố cắm sâu xuống mặt nước, chống đỡ mái nhà là hệ thống cột bằng gỗ. Việc tháo dỡ sẽ hoàn tất trong vài ngày tới. Khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép trong rừng phòng hộ Trà Lý được xây dựng từ năm 2018 trong diện tích gần 3 hecta do ông Ngô Phi Nhị và một chủ đầu tư khác nữa làm chủ dự án. Trước đây, diện tích gần 3 hecta đất nối trên là đất rừng sản xuất của người dân địa phương.
Theo quy hoạch, trong giai đoạn 2016-2030, diện tích gần 3 hectare xây dựng khu nghỉ dưỡng và khu vực lân cận được quy hoạch thành rừng phòng hộ. Vào sáng nay 19 tháng 3, bác sĩ Nguyễn Đại Phong, giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện đã có báo cáo nhanh với Sở Y tế và đang tích cực cùng với các cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân cái chết của mẹ con sản phụ Võ Thị Hà, 34 tuổi, tử vong vào ngày 18 tháng 3. Sản phụ Võ Thị Hà, 34 tuổi, trú tại thôn 5, xã Cư Mờ Lang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, nhập viện vào 8 giờ sáng ngày 18 tháng 3 trong tình trạng chuyển dạ chuẩn bị sinh. Sau đó, khoa phụ sản tiếp nhận thăm khám và chỉ định cho sinh thường. Đến khoảng 15 giờ khi thăm khám, các bác sĩ thấy sản phụ đã vỡ ối hoàn toàn và tiếp tục cho chỉ định sinh thường. Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ 10 phút, bệnh nhân đột ngột khó thở, tím tái và sau đó có biểu hiện ngừng tim. Trước biểu hiện trên, các bác sĩ ở nhiều khoa đã tiến hành cấp cứu, hội chẩn và thấy tim bệnh nhân đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, thai nhi không còn tim thai, mẹ trong tình trạng rất nguy kịch. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã đưa ra phương án phẫu thuật mổ bắt con cứu mẹ. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đã không qua khỏi. Bệnh nhân đã được khám nghiệm pháp y. Thì mới đầu bệnh viện cũng nghĩ tới là một bệnh lý là thuyên tắc mạch ối. Thuyên tắc mạch do nước ối, mà chủ yếu là mạch phổi. Và đây là những nguyên nhân mà gây tử vong hàng đầu cho tất cả những sản phụ. Còn theo người nhà nạn nhân, sáng 18 tháng 3, chị Hà được nhập viện để chuẩn bị sinh. Sau khi thăm khám, đến 14 giờ cùng ngày, chị Hà được đưa vào phòng sinh. Thời điểm đi vào phòng sinh, chị Hà hoàn toàn khỏe mạnh và còn tự đi ra ngoài để lấy nước uống. Người nhà nạn nhân cho rằng nguyên nhân mẹ con sản phụ Hà tử vong do sự tắc trách của các bác sĩ, bởi trong quá trình truyền nước, các bác sĩ không để ý dẫn đến dư nước tràn dịch phổi. Tuy nhiên, bác sĩ Phong khẳng định khi xem hồ sơ quá trình tiếp nhận thăm khám điều trị, bệnh viện thấy các bác sĩ nhân viên của khoa sản đã làm đúng thủ tục trình tự. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sau vụ việc học sinh nhiễm sán heo tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, theo như kế hoạch, học sinh ở 19 trường mầm non đóng tại 18 xã thị trấn sẽ được lấy máu. Mỗi ngày, thì nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện và Viện Sốt rét ký sinh trùng, Côn trùng Trung ương sẽ tiến hành tại 2 xã lần lượt đến ngày 28 tháng 3. Hôm qua, khá đông phụ huynh trường mầm non Thanh Khương và trường mầm non Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã đưa trẻ đến trường để lấy máu xét nghiệm sán heo tại chỗ. Lo lắng là nỗi niềm chung, tuy nhiên các phụ huynh cũng rất mong muốn vụ việc sớm được giải quyết để trẻ có thể yên tâm sinh hoạt tại trường. Nói chung là mình cũng vẫn lo lắng nhiều chứ, tại vì là vẫn chưa có tình hình cụ thể hoặc là các cháu kết quả các thứ mình lo chưa cụ thể, mình cũng vẫn lo. Lo là không biết là như thế nào, cũng là muốn để giải quyết xong hãy xem nhà nước như thế nào, hãy xong rồi mình mới cho đến tiếp được. Tại vì bây giờ mà ấy xảy ra như thế mình cũng lo ngại chứ. Tại vì là không biết nó cần tiếp diễn hay không. Nên là muốn để giải quyết xong hãy mình cho đến. Trước vụ việc phát hiện có thịt heo nghi nhiễm sán, tỉnh Bắc Ninh và các trường học đều khẳng định sẽ xử lý các cá nhân hay tập thể để xảy ra sai phạm tuồn thực phẩm bẩn vào trường học. Đồng thời đề nghị các gia đình cần tuyệt đối tuân thủ lời khuyên của bác sĩ. Về phía tỉnh sẽ có hỗ trợ thỏa đáng cho từng trường hợp cụ thể và nỗ lực để các em học sinh được chăm lo và bảo vệ tốt nhất, không để tái diễn tình trạng này. Đối với nhà trường thì bây giờ chúng tôi cũng chỉ biết là báo cáo các ngành chức năng, và đến bây giờ thì Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo là các cháu mà đã đi xét nghiệm thì trước ngày 17 thì là Ủy ban Nhân tỉnh cũng đã có cái kế hoạch hỗ trợ. Thế và hôm nay là về xét nghiệm thì là Ủy ban Nhân dân chi phí cái vấn đề này. Khi mà xảy ra cái thế thì chúng tôi cũng rất là lo lắng và có trách nhiệm chứ. Rất là lo lắng là cũng như là lo lắng của các bậc phụ huynh thôi, mà cũng rất là có trách nhiệm. Và để làm tốt hơn cái vấn đề đó thì chúng tôi lại tăng cường cái công tác quản lý chỉ đạo và cái công tác giám sát giao nhận thực phẩm cho các cháu. Để chuẩn bị cho chủ trương lấy máu xét nghiệm miễn phí ngay tại địa phương, tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng y bác sĩ tuyến tỉnh và huyện hỗ trợ lấy máu đưa về Viện Sốt rét ký sinh trùng, Côn trùng Trung ương xét nghiệm, đảm bảo phát hiện điều trị kịp thời cho học sinh. Tôi cũng đã được ra ngoài tại Viện Ký sinh trùng xét, được tập huấn những cái kỹ thuật mà tốt nhất để về phục vụ nhân dân ở ngày hôm nay. Tất cả toàn bộ trang thiết bị dụng cụ là chúng tôi đã được Viện Ký sinh trùng xét trang bị đầy đủ. Tôi sẽ chuyển mẫu máu ra ngoài Viện Ký sinh trùng xét để đảm bảo được kết quả chính xác nhất cho toàn thể bà con nhân dân. Chúng tôi thực hiện lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển theo đúng quy định của Bộ Y tế.
thế vận chuyển ra ngoài viện sốt rét làm xét nghiệm và kết quả trả lời cũng theo đúng quy định của viện sốt rét. Theo các bác sĩ, điều cần thiết nhất hiện nay là các phụ huynh cần bình tĩnh, hiểu đúng về bệnh, chủ động thực hành các biện pháp vệ sinh, an toàn thực phẩm, thực hiện ăn chín uống sôi, người có sán trưởng thành trong ruột phải được điều trị, không phóng uế bừa bãi. Liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến vừa yêu cầu các quận, huyện, sở ngành liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai, nếu có vướng về thủ tục cần báo cáo thành phố tháo gỡ ngay. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai một loạt dự án mở rộng hệ thống đường giao thông xung quanh và kết nối vô sân bay Tân Sơn Nhất. Những dự án này khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông không chỉ cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất mà còn cho các khu vực xung quanh sân bay. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất phải đồng bộ với mở rộng hệ thống đường giao thông xung quanh và kết nối vô sân bay. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị triển khai các dự án được triển khai khá đồng bộ trong thời gian qua. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Khu vực chợ Đầm Mới, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đưa vào sử dụng hơn 2 năm, nhưng cho đến nay thì vẫn ế ẩm điều hiu, nhiều gian hàng phải đóng cửa. Dự án chợ Đầm Mới, Nha Trang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty cổ phần Sông Đà, Nha Trang từ 6 năm trước, với quy mô 3 tầng, gồm hơn 1.000 lô sạp, tổng diện tích hơn 21.000 m2. Theo quy hoạch, tầng 2 có khoảng 500 lô sạp, bố trí cho tiểu thương ngành hàng giày dép, vali, túi sách, quần áo từ chợ tròn cũ sang. Tầng 3 để phục vụ kinh doanh ăn uống. Tuy nhiên, hiện ở hai tầng này chỉ mới có gần 50 hộ tiểu thương chuyển vào buôn bán. Nhiều lô sạp khác dù đã được tiểu thương thuê mua nhưng vẫn đóng cửa. Trong khi đó, các hộ tiểu thương cùng ngành hàng vẫn còn buôn bán tại chợ tròn cũ. Do tồn tại cùng lúc hai chợ nên lượng khách đến tham quan mua sắm tại khu vực chợ mới rất ít, khiến tình hình buôn bán của tiểu thương gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế này, nhiều tiểu thương kiến nghị ban quản lý và chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện việc di dời các hộ kinh doanh tại chợ tròn vào chợ Đầm Mới, đồng thời miễn giảm thuế cho các hộ kinh doanh tại tầng 2 và tầng 3 cho đến khi việc kinh doanh tại chợ Đầm Mới đi vào ổn định. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đồng ý với chủ trương trưng bày các tác phẩm điêu khắc đá của làng mỹ nghệ Non Nước như một điểm nhấn cảnh quan độc đáo cho bờ Tây sông Hàn. Theo đó, từ nay đến năm 2021, các cơ sở đá mỹ nghệ Nguyễn Hùng và Tiến Hiếu của làng đá mỹ nghệ Non Nước thuộc quận Ngũ Hành Sơn sẽ tiếp tục trưng bày các sản phẩm điêu khắc đá trên vỉa hè đường Bạch Đằng, đoạn ngã ba Bạch Đằng Lê Hồng Phong và đối diện chợ Hàng. Chính quyền Đà Nẵng yêu cầu các tác phẩm trưng bày phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, được bố trí theo chủ đề nhất định và được thay thế khoảng 30% số lượng vào các dịp đón năm mới. Từ nhiều năm nay, công viên tượng đá độc đáo bên bờ sông Hàn này đã trở thành điểm nhấn cảnh quan thú vị, góp phần quảng bá thương hiệu làng đá mỹ nghệ danh tiếng Non Nước của thành phố. Liên quan đến vụ cháy tại tổ hợp khách sạn nhà hàng karaoke Avatar số 28 Nguyễn Sĩ Sách, thành phố Vinh, Nghệ An vào ngày 18 tháng 3, đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được cơ bản khống chế. Đám cháy đã làm một người chết do ngạt khói từ vụ cháy. Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 18 tháng 3, tại khu vực tổ hợp khách sạn nhà hàng karaoke Avatar số 28 Nguyễn Sĩ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bất ngờ xảy ra cháy lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Thời điểm xảy ra vụ cháy có rất nhiều nhân viên và khách hàng đang ở trong khách sạn đã nhanh thoát được ra ngoài. Tuy nhiên, ở một phòng ăn thuộc tầng 4 của khách sạn, có 4 người bị mắc kẹt thì 3 người đã thoát ra ngoài hành lang và được lực lượng cứu hộ đưa ra an toàn. Còn một người phụ nữ do hoảng loạn đã chạy vào nhà vệ sinh và ngạt khói dẫn đến tử vong. Đến 12 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân và dùng thang nâng đưa ra ngoài. Khoảng 9 giờ 15 phút sáng ngày 18 tháng 3, các công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát ở khu công nghiệp Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, Bình Định phát hiện cháy lớn tại khu vực nhà kho chứa hàng thành phẩm. Đây là khu nhà kho rộng 3.500 m2, có nhiều máy móc thiết bị, dầu mùi và nhiều sản phẩm làm bằng gỗ, nên đám cháy bùng phát rất nhanh. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời đến dập lửa. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không còn lây lan ra bên ngoài. Tuy nhiên, khu vực bên trong nhà kho xảy ra cháy vẫn còn âm ỉ lửa, cột khói bốc cao. Đến đầu giờ chiều 18 tháng 3, đám cháy cơ bản đã được dập tắt, nhưng nhiều máy móc thiết bị và sản phẩm đã bị thiêu rụi. Hiện chưa có báo cáo cụ thể về thiệt hại, không có thiệt hại về người.
Vào hồi 23 giờ ngày 17 tháng 3 tại km 197 cộng 200 quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Hiêm Phá, xã Chiên Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe ô tô du lịch loại 7 chỗ mất lái lao xuống vực sâu gần 200 mét làm một người chết và một người bị thương. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Công Hưng sinh năm 1983, trú quán tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, điều khiển xe ô tô du lịch 7 chỗ lưu thông theo quốc lộ 6 hướng từ Sơn La về Hà Nội. Cùng đi trên xe có cháu Đặng Thị Thu Huyền, 11 tuổi, trú quán tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Trong khi di chuyển qua đoạn đường cua gấp, anh Hưng không làm chủ được tay lái, đâm đổ cột mốc và lao xuống vực sâu gần 200 mét. Hậu quả, anh Nguyễn Công Hưng tử vong tại chỗ, còn cháu Đặng Thị Thu Huyền đi cùng trên xe bị thương nặng, ô tô hư hỏng hoàn toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp sóng 24/7 ngày hôm nay. Mọi ý kiến góp ý cho chương trình cũng như thông tin về các sự kiện, vấn đề đang chú ý, quý vị khán giả có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 091-111-5556 hoặc qua Facebook của chương trình Truyền hình Khánh Hòa. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 18 giờ 15 phút ngày mai trên kênh KTV.